Xong rồi buổi chiều tối con đưa cô ấy đi ăn xong đi xem phim xong rồi con trả cô ấy về nhà bình thường. À. Đến ngày tiếp theo đến ngày thứ hai thì là chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy thì cũng phải về Thanh Hóa quê xong để đi làm hộ chiếu. Xong rồi buổi chiều tối về thì hai đứa cũng đi ăn. Xong rồi về cũng đi chơi xong rồi đi luôn. Thì Uyên vướng một cái căn bệnh lạ, tự nhiên là trên người bị bầm tím ấy. Thế là con mới đưa đi khám ở bệnh viện Trung ương, bệnh viện huyết học Trung ương. Thì bác sĩ mới bảo đây là cái bệnh giảm tiểu cầu. Con nghe bác sĩ phân tích ấy, là cái bệnh này là không thể chữa được, đến hết rồi. Ôi trời, cô chú cứ tưởng tượng là sắp cưới nhau đến nơi rồi. Rồi chứ đâu có phải sắp cưới nhau đến nơi rồi mà giáo sư tiến sĩ đầu ngành nói một câu chắc nịch là bệnh này không chữa được. Nhưng mà người ta nói cái bệnh này là lý do tại sao nó lại bị? Không có nguyên nhân cụ thể, tại vì nó có quá nhiều cái nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến con người mình mà làm ra cái bệnh đấy. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Hà Uyên, hiện tại thì con 26 tuổi và công việc của con là influencer cũng như là nhà sáng tạo nội dung ạ. Hiện tại thì con đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Con chào cô, con chào chú. Con là Đức Thành, hiện tại đang là giáo viên ạ. Con giáo viên mong gì? Con đang dạy chương trình kế toán Nhật Bản dành cho người Việt Nam ở phía bên Nhật Bản ấy. Hay vậy. Con dạy bên Nhật Bản hay dạy ở Việt Nam? Con dạy cả ở phía bên Nhật cả ở Việt Nam luôn. Là đi về. Vậy là con đang ở Nhật hay là ở Việt Nam? Trước thì con ở bên Nhật nhưng mà bây giờ con ở về Việt Nam, con định cư ở Việt Nam luôn. Còn lâu thì con mới đi sang bên Nhật, con đi công tác thôi ạ. Là con nhiêu tuổi rồi con năm nay? Năm nay con 29 tuổi ạ. Cơ duyên nào mà hai bạn coi như là gặp gỡ nhau rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Bọn con gặp nhau là do comment dạo ở trên mạng ạ. Trước thì con cứ hay thích comment ở những cái trang báo ấy ạ. Con thấy top đầu của cái comment là có một bạn nữ, xong rồi cũng có tích xanh, xong rồi nhìn cực kỳ xinh. Thì con chỉ rep cái comment đấy, xong rồi con nhắn tin chào em thôi. Thì con cứ nhắn vu vơ thế thôi, tại vì thực ra thấy người ta có tích xanh, mình còn chả có cái tích nào. Hôm đấy thì ngồi trong lớp học, thế là cũng buồn ngủ quá, lơ điện thoại ra xem. Thì thấy anh này lại hiện ngay cái chỗ gợi ý kết bạn đấy ạ. Thì thấy nó nổi bật hẳn so với những người khác. Sau lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Con đang học năm cuối đại học ạ. Con thấy cái ảnh đại diện nhìn giống kiểu giống Biren quá. Con nhấn vào xem là ảnh mạng hay là ảnh thật. Sau khoảng 30 phút tìm hiểu thì con biết được anh này làm gì, ở đâu, tên tuổi như thế nào, gia đình làm sao, rồi sống ở đâu các thứ đấy. Là anh show lên trên Facebook của anh hết đúng không? Không, do con moi ạ. Lúc đó là bạn này đang ở bên Việt Nam hay là đang ở Nhật? Đang bên Nhật. Anh khoảng một lúc sau bạn ấy rep lại được. Đấy, thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy có tích xanh, của mình có tích cực. Đấy thì hai đứa cũng là nhắn tin qua lại, xong rồi gọi điện cũng nhiều em nhỉ, cũng khá là liên tục. Nhắn tin đến ngày thứ hai thì con đã nói thẳng luôn là đây là anh, thì anh cảm thấy anh thích em nên là anh muốn tìm hiểu và cái mối quan hệ này nếu như mà được ấy, thì là hai bên sẽ yêu nhau đấy, chứ không phải là kiểu tự nhiên anh nhắn tin vu vơ trên mạng xong rồi anh đi tìm em gái đâu. Tuần một tháng gì đấy, tầm đấy là con bắt đầu về Việt Nam, con đi công tác. Con nói cái cảm xúc lúc mà gặp anh Biren này ở ngoài đời con. Đẹp trai ạ, đẹp trai ạ. Kiểu anh ấy rất là tự nhiên ấy ạ, có nghĩa là lần đầu gặp nhau mà cứ như kiểu yêu nhau lâu lắm rồi, nên là anh ấy những cái hành động và cử chỉ nó rất là tự nhiên, thế là làm con cũng cảm thấy thoải mái hơn. Coi như là về thì bao lâu thì mới chính thức gọi là yêu nhau luôn á? Mấy ngày? Đâu đã yêu rồi, chúng nó chính thức rồi, mình phải hỏi chính thức mà lộ. Có nghĩa là có thấy không đó, vậy đó, chúng hỏi vậy đó. Cái ngày đầu tiên thì là con về Việt Nam, xong buổi sáng thì con vẫn đi làm ở trên công ty. Xong rồi buổi chiều tối con đưa cô ấy đi ăn xong đi xem phim xong rồi con trả cô ấy về nhà bình thường. Đến ngày tiếp theo đến ngày thứ hai thì là chuyện gì đấy, chuyện gì đấy thì cũng phải để về Thanh Hóa quê xong để đi làm hộ chiếu. Xong rồi buổi chiều tối về thì hai đứa cũng đi ăn xong rồi về cũng đi chơi xong rồi đi luôn. Con thấy là cô này hợp quá, quá hợp với mình luôn. Và mình coi như là chốt rồi. Mà mẹ của con thì đang sinh sống ở tại châu Âu. Đúng vào cái thời điểm đấy thì mẹ con đang ở Hà Nội nữa. Con đưa đến Gặp mẹ luôn. Rồi, ra mắt gia đình luôn. Rồi mẹ, ý kiến mẹ sao? Thì ý kiến mẹ thì mẹ nhìn thấy con dâu tương lai thì cũng là khá là xinh, cũng khá là ngoan. Chụp ảnh các thứ, nhắn tin vào trong nhóm chat gia đình ấy cô. Khoe là con dâu tương lai. Rồi bao lâu thì con mới quay về Nhật? Đợt đấy con về trong vòng tầm khoảng một tuần là con đi luôn rồi. Đầu 2020 là con phải quay về rồi. Nhưng mà vì là cái lịch nó sát Tết ấy, nên là ở Việt Nam thì cái công việc nó cũng khó mà kết hợp được. Nên là con cũng thất hẹn là Noel với Tết Dương, con cũng thất hẹn Tết Âm, con cũng thất hẹn con không về được. Thì đến cuối tháng 2 con bắt đầu về.
con về để chơi với cô ấy thôi. Rồi cũng xác định là về để ra mắt gia đình bên ngoại. Thì con về được một tuần nhỉ. Con về được một tuần thì sân bay đóng cửa. Tại vì là vướng vào Covid. Đúng rồi. Thế là từ đấy con về Việt Nam luôn. Con ở Việt Nam luôn. Sao dịch là cưới luôn không? Gia đình của con thì ở phía bên châu Âu khá là nhiều. Nên là lễ cưới thì đến tận tháng 7 năm vừa rồi, năm 2022 thì con mới có thể tổ chức được. Nhưng mà đăng ký kết hôn thì tầm tháng 11 năm 2020. Đáng lẽ là con định đăng ký vào tháng 3 luôn, cưới tháng 4, tháng 5 luôn đấy. Con định như thế. Nhưng mà do vào tầm khoảng tháng 4, tầm giữa tháng 4, đầu tháng 5 thì Uyên vướng một cái căn bệnh lạ. Tự nhiên là trên người bị bầm tím ấy. Thế là con mới đưa đi khám ở bệnh viện Trung ương, bệnh viện huyết học Trung ương. Thì bác sĩ mới bảo đây là cái bệnh giảm tiểu cầu. Con nghe bác sĩ phân tích ấy, là cái bệnh này là không thể chữa được đến hết đời. Ôi trời. Cô chú cứ tưởng tượng là sắp cưới nhau đến nơi rồi. Rồi chứ đâu có phải sắp cưới nhau đến nơi rồi mà giáo sư tiến sĩ đầu ngành nói một câu chắc nịch là bệnh này không chữa được. Nhưng mà người ta nói cái bệnh này là lý do tại sao nó lại bị. Không có nguyên nhân cụ thể, tại vì nó có quá nhiều cái nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến con người mình mà làm ra cái bệnh đấy. Bệnh giảm tiểu cầu hả? Vâng, giảm tiểu cầu thì bệnh này là làm cho máu nó không đông được ấy cô. Bởi vì nó mới có những cái vết bầm tím. Vâng, đúng rồi, là trong người nó cứ bị chảy máu trong ấy. Nên là những cái vết bầm tím đấy thực ra là do tụ máu ở dưới da. Mà nhiều không con? Nhiều ạ, nó cũng bầm tay thôi, chân tay, nó cứ tự nhiên nó bầm lên như thế mà mình không biết lý do ấy ạ. Lúc bác sĩ nói con bị căn bệnh đó thì cái tâm trạng của con ra sao? Lúc đấy thì con cũng chưa biết căn bệnh đấy nó nguy hiểm như thế nào, nên là con thấy cũng bình thường. Nhưng mà chắc là chồng con về xong mà cũng lên mạng tìm hiểu ấy ạ, thì biết là nó cũng nguy hiểm. Và anh ấy trốn con vào trong nhà vệ sinh, anh ấy khóc. Thì sau này con mới biết thôi. Đấy, thì lúc đấy bác sĩ bảo là cái tiểu cầu của con ấy nó giảm là bằng một đứa bé sơ sinh thôi. Và nếu như mà cái khoảng thời gian đấy con mà đi ra đường ấy mà cũng bị tai nạn hay là bị chảy máu ấy là không cứu kịp thời. Vậy hả? Và bác sĩ bắt nhập viện ngay lập tức ạ. Cái lúc đó là chỉ có biết tôi vô toilet khóc thôi. Đúng rồi, tại vì thứ nhất là con thương vợ con quá. Tại vì chưa bao giờ con đi đưa ai đi khám mà bác sĩ phải dặn lại rằng là bây giờ về nhà chỉ cần có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra, tay đứt thôi ấy, thì cũng phải nhập viện luôn. Tại vì là nó có thể là không đông máu nó chảy suốt luôn á. Đấy thì là bắt buộc phải nhập viện ngay lập tức. Đến khi mà bắt đầu khám nhiều hơn rồi thì mình thấy là có rất nhiều người bị như thế. Và người ta uống thuốc cả đời, mỗi tháng phải loanh quanh khoảng 10-20 triệu tiền thuốc. Ví dụ như mà mình mà muốn sinh con ấy thì mình phải nhập hai viện một lần, có nghĩa là mình buổi sáng thì nằm viện huyết học Trung ương, buổi chiều thì nằm viện sản Trung ương. Để cho cả hai bên bác sĩ đều theo dõi. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn là mình sinh con đâu. Vậy á. Con cũng nói với anh chồng là nếu như mà bệnh này mà không chữa được khỏi thì thôi con cũng không lấy chồng đâu. Thì là con cũng không muốn làm cái nặng cho mọi người ấy. Và cũng rất là thương bố mẹ nữa, thì thôi cứ cố gắng uống thuốc như vậy thôi, chứ cũng không biết phải làm gì nữa. Khi mà nhà con á, mẹ con và mọi người trong nhà biết điều đó thì là mẹ tức là phản ứng của mọi người đấy như thế nào? Thì vào tầm khoảng cuối tháng 5 thì con mới thông báo cái việc này cho gia đình. Thì ở trong gia đình con thì con đã tự lập từ rất nhỏ rồi. Khi tốt nghiệp cấp 3 xong con đi sang bên kia, gần như con tự lập rồi. Nên là bố mẹ và anh chị thì cũng rất tôn trọng cái quyết định của con. Nhưng mà rõ ràng là kiểu như bố mẹ thấy con không mình phải lo. Thì cực kỳ lo, tại vì thấy cái bệnh như thế rồi, mọi người tìm hiểu trên mạng, mọi người biết là nó nguy hiểm như thế nào. Thì ai cũng can ngăn, ai cũng bảo là bây giờ phải suy nghĩ thật kỹ. Để tại vì là mình cũng mới quen có vài tháng thôi, phải suy nghĩ thật kỹ, đây là chuyện cả đời, chuyện của con cái sau này nữa. Nhưng mà lúc đấy con cũng đã quyết rồi, con thấy là bây giờ mình mà tự nhiên mình bỏ đi, thứ nhất là mình đang rất yêu cô ấy. Và cái thứ hai đấy là mình là một người đàn ông mà. Bây giờ mình đang nói với cô ấy là mình đã sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy đến cuối đời. Nhưng mà vừa mới gặp cái khó khăn đầu tiên mình quay lưng mình đi mất. Thì như thế mình có phải là đàn ông nữa đâu. Đấy, thì lúc đấy con mới quyết định là dù ai nói gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn cùng cô ấy vượt qua cái khó khăn này. Đấy, thì đó là vào cái thời điểm đấy thì đúng là cái áp lực ở phía bên gia đình thì gay gắt thì không có, nhưng mà cũng có khả năng là không thể nào bỏ cô ấy một mình được. Vâng. Phải đồng hành với cô ấy dù có nó như thế nào đi nữa, đúng không? Vâng. Đó, nhưng mà bây giờ cho chú hỏi là cái tình trạng của con thì như thế là sao? Đã chữa hết chưa?
Hiện tại thì con đã khỏi hẳn rồi ạ. Ồ, quá tuyệt vời. Sao khỏi hẳn được hay vậy? Bác sĩ cho ăn là bác sĩ đã nói là sống với nó cả đời mà. Lúc đấy là mình phải uống thuốc tây thường xuyên rồi đi xét nghiệm, mà gần như cứ tháng này sang tháng khác, gần như là nó chỉ là để duy trì thôi, duy trì cái lượng tiểu cầu nó vừa đủ trong con người mình thôi. Thế là lúc đấy bố mẹ vợ của con mới đánh xe từ Thanh Hóa chạy ra, bế cô ấy về để đưa đi cắt thuốc nam, không uống thuốc tây nữa. Tại mà con thì con ở phía bên Nhật về, là con đã hưởng một cái sự đào tạo ở phía bên Nhật rồi, gần như là con không tin những cái thuốc lá, thuốc tên thuốc nam đấy. Nhưng mà lúc đấy là vợ mình vào đường cùng mất rồi, bây giờ một là uống cái thuốc tây cả đời, hai là bây giờ mình cứ cắt đi khoảng tầm khoảng một tháng mình lại uống thuốc khác xem như thế nào. May thay là ở gần nhà vợ con có một bác sĩ thuốc nam, và bác sĩ đấy là trước là ở trong học viện quân y. Bác sĩ ấy bắt mạch cho vợ và khẳng định luôn là bác sĩ có thể chữa được. Cái bệnh này bác sĩ chữa nhiều lắm rồi, mà chỉ có mọi người là không tin là nó chữa được thôi. Còn ai bị bệnh này đến gần như bác chữa được hết. Thế là uống trong vòng tầm khoảng một tháng em nhỉ, uống trong vòng một tháng thì bắt đầu con đưa vợ lên huyết học trung ương xét nghiệm lại. Thì đúng lúc đấy là bác sĩ của huyết học trung ương đọc cái bản xét nghiệm đấy, mà đây là một điều kỳ diệu. Ôi ơi, bác sĩ không thể tin được là có điều này xảy ra được. Đúng rồi, cái gà. Ồ, bây giờ thực ra là như vậy nè, con có thể nói cái bác sĩ đó của con ở đâu, biết đâu là có đúng nhiều rồi. Người bị căn bệnh giống như vợ con á, mà người ta không có cơ hội để gặp được cái người bác sĩ đó. Cũng có thể là ở đâu, con bà nói. Con ở gần đó luôn á, mà người ta không biết, người ta không biết á con. Thì đây là một cái điều nó rất là hữu ích luôn á. Bác sĩ Dân, Lương Y Dân, bác sĩ Lương Y Dân là đang ở Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hai đứa có bé nào chưa? À, bé nhà con năm nay được 19 tháng rồi ạ. Ôi, vui quá rồi, vui quá rồi. Dễ thương quá. Thôi qua vụ kia đi chị. Đúng rồi, con nói đi con nói trước đi. Anh này ngoài cái tình thương dạt dào bao la, nồng nàn, gọi là ấm áp đối với con á, thì ảnh có một cái gì đó mà con chưa hài lòng không? Chỉ có một tật xấu duy nhất thôi ạ. Đấy là bừa bộn. Rất là thích gọn gàng nhưng mà lại bừa bộn. Mình thích gọn gàng nhưng mà là người khác làm cho gọn gàng. Đâu con kể thử một cái câu chuyện nhà con thì lúc nào cũng gọn gàng, nhưng mà đấy là khi mà chồng không ở nhà thôi. Còn chồng về nhà là nó lại bừa ngay. Khi mà anh đi làm về là đi từ ngoài phòng khách vào đến phòng ngủ là đồ răng từ phòng khách vào phòng ngủ luôn. Đã mở cửa ra cái là phải vứt cái cặp ở trước cửa cái đã. Xong đi vào là vứt đôi tất lên trên ghế. Xong đi thêm đoạn nữa là vứt cái áo lên trên bàn. Xong vào đến phòng là vứt cái quần xuống dưới đất. Tức là cái giỏ quần áo ở ngay đấy nhưng không bao giờ bỏ vào. Mà cứ giải từ đầu vào cuối là con lại đi ra con nhặt từ đầu vào đến trong phòng. Vô toilet tắm là hồi là ở ngoài có cái khăn. Đúng không ạ? Vâng ạ, và cái bệnh này thì bây giờ chưa chữa được. Bừa bộn nhưng thích gọn gàng, đó cũng là một cái tật xấu. Đó, không lẽ chỉ cứ bừa bộn á. Cả theo trong cha nữa. Khi mà anh ấy đang nghĩ ra được một cái dự án gì đấy là anh ấy có nghĩa nửa đêm là anh ấy vật con dậy xong rồi chia sẻ là con nghe nghe như kiểu là ngày mai thành công tới nơi rồi đấy. Vậy ra chi tiết cái thứ là nghe thích lắm. Nhưng mà 3 ngày sau không thấy gì nữa. Tại sao? Chắc là chán rồi. Anh vì nhiều dự án quá. Cuối cùng mình vẫn phải làm cái dự án mình đang làm. Không có thời gian để làm thêm. Nhưng mà ngay cái lúc đó nghĩ ra là sướng quá. Phải làm ngay, phải lên cái. Có cái đó. Nhiều khi chị cũng có cái bệnh đó nữa. Thì bây giờ con mong muốn ông xã mình thay đổi được gì? Chắc là con chỉ mong là anh ấy gọn gàng hơn thôi ạ. Nên là thích gọn gàng thì tự mình làm thôi chứ đừng có cứ đấy. Nói đâu. Anh gión tay làm phúc hộ em. Ví dụ như bây giờ cái quần cái áo anh xong là ngay đấy rồi anh vứt vào em thôi cũng được nữa đúng không? Nhiều khi cái giỏ ở đây nhưng mà vứt cái quần bên này đấy, không bỏ vào giỏ luôn đấy. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của nàng là gì? Tật xấu đầu tiên của vợ là vợ con có nhiều cái lúc kiểu tâm trạng lên ấy cô. Thế là tự nhiên đang đưa nhau đi ăn đi chơi về xong rồi ngồi xem phim với nhau rất vui, xong tự nhiên đùng phát cô ấy đọc được cái tin nhắn gì đấy, cô vào phòng nằm vào trong góc khóc một mình. Đúng là tự nhiên mình hết hồn đúng không? Tự nhiên hết hồn luôn, tự nhiên khóc. Mà con thì con thương vợ thì con vào là con dỗ, mà nghĩ khoảng vợ mà khóc thì tầm khoảng 90% là tại chồng rồi. Còn 10% chắc là do xã hội. Thì con vào đầu tiên nó phải hỏi tại sao lại khóc đúng không, thì con mới có thể dỗ được. Thì con tức nhất cái chuyện là con hỏi có khi nào cũng cứ im lặng. Mà trong khi mà con là người dễ bực, đến tầm khoảng
Câu thứ ba, thứ tư mà không nói là lúc đấy trong người cũng điên lắm rồi. Nhưng mà cũng không dám cáu tại vì sợ khóc tiếp, sợ khóc thêm nữa. Thế là cái lúc đấy là cái lúc mà con cáu nhất trong trong cái cuộc hôn nhân. Tại vì là cứ khi nào mà là con phải nén lại, xong rồi ván đầu chứ. Ván đầu nén quá rồi ván hết cả đầu. Tại vì mình không, tại vì thằng anh nó bực nhất là cái gì mình không biết được nguyên nhân. Không, nhưng mà chuyện xảy ra là từ lúc nào, hay là từ lúc mới yêu, hay là từ lúc nào, cái kiểu này này. Cái kiểu đa sầu đa cảm hình như sau sinh ấy của... Đấy, trầm cảm sau sinh. Bây giờ thì đã thấy bớt hơn không? Dạo này thì cũng... Bớt cái việc mà tự nhiên khóc. Tự nhiên khóc thì cũng bớt bớt rồi. Nhưng mà có chuyện nào buồn thì cũng cứ chui vào phòng khóc một mình thôi. Xong rồi con lại chạy vào con dỗ. Dỗ xong rồi cũng phải hỏi tầm khoảng mười mấy lần thì mới có được cái nguyên nhân để mà dỗ tiếp. Theo con á, thì cái gì sẽ làm cho con bớt đi được tất cả những điều đó? Chắc là tiếng tinh tinh. Chắc là tiếng tinh tinh. Mỗi đứa nó một kiểu đấy con ạ. Nó bờ cái tinh tinh đi. Theo chú thì con nên chia. Chia ra nhiều khoản. Thay vì con gửi một lần một, chia ra nhiều khoản. Có kinh nghiệm nè, có kinh nghiệm. Được, đấy áp dụng đi con. Anh cũng nắm bắt được cái tâm lý của con em. Mỗi lần mà kiểu đi chơi à, mà lỡ có về muộn ấy, và biết thế nào là vợ về là vợ sẽ đứng sau cánh cửa là trợn mắt rồi. Nên là trước khi bước vào cửa là nhấn chuyển khoản cái đã. Con mở cửa ra cái là mặt con đang rất là tức, nhưng mà tự nhiên thấy chồng mở cửa ra cái điện thoại rung lên thấy cộng tinh 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 lại cười. Chuyển đổi trạng thái. Dạ, em tên là Trương Hoài Nam, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu. Em được 27 tuổi. Em là Phan Hữu Kim Ngọc, là nhân viên văn phòng, cùng tuổi với chồng em. Nếu mình đoán không lầm thì chắc có lẽ là hai bạn là có một cái mối tình từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Sao anh hay vậy? Anh có coi bói không vậy? Ôi, em hay quá vậy thôi. Thì em quen cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Từ hồi là còn đang... Sinh viên. Sinh viên đại học. Dạ, thì quen nhau trong cái ngày đầu tiên vô luôn. Đầu tiên đi học đó. Dạ, thì mới dưới quê lên, bỡ ngỡ lắm, em tìm cái lớp của em ở đâu. Thì em thấy cái cô này, ủa? Sao giống cái cô mà dưới quê mình đang cua mà không có được, cua cả năm trời không được. Có khi nào cô đó không ta? Dù vô tình xếp hai tụi em lại chung lớp, thành ra là chắc là có cái thiên duyên tiền định gì đó. Quyết định là tấn công dồn dập luôn. Mà cái cổ ngồi đâu là em ngồi đó, cổ ngồi đâu. Em duyên bên kia chứ đó với em là cục nợ chị ơi. Ôi dạ, đó cục nợ bởi vì bây giờ mới gánh nợ nè. Em vô lớp mà hả? Nhiều khi mình cũng muốn để ý người này người kia, giờ mà anh này anh kia mà sao giờ đi đâu cũng thấy đây, ngồi gần gần đó vậy đó. Cứ yêu cầu gì là em có đó, mà muốn cái gì là em chạy đi em đi mua. Nhiều khi thằng tháng em biết cái gì rồi. Rồi thôi. Kết hôn vậy hả? Đâu khoảng tháng mấy. Lúc đầu thì em cũng nghĩ là trong lớp hòa đồng vui vẻ thôi, em hỏi thì em trả lời đối đáp lại. Sao em thấy phiền quá em nói thẳng luôn đó, tôi có bạn trai rồi đừng có làm phiền tôi nữa. Lúc đó là trời đất quay cuồng, vũ trụ sụp đổ. Lúc đầu lúc đó là buồn giống như là hết muốn học rồi, tiêu tán hết rồi, không biết giờ sao. Xong cái nhưng mà em điều tra có radar mà em điều tra cô này sắp chia tay rồi. Có cơ hội nhào vô tiếp, nhưng mà đổi chiến thuật giờ là âm thầm lặng lẽ thôi. Xong rồi có một cái cơ hội là tự nhiên cái tình yêu của em bước lên tiếng thứ hai. Bữa đó đang ngồi học thì hai đứa cũng ngang ngang với nhau, em me mà cứ ngồi đó em gần gần à. Cái cửa sổ đây, cửa sổ mà kế bên học. Không phải là một cái cửa sổ nữa, nó như một cái cửa hầm vậy đó. Thì em thắc mắc, em chỉ nói bâng quơ thôi, không biết trong đây có cái gì hay mà nhìn nó bí mật quá. Em cũng tò mò, em là tò mò còn hơn nữa, từ đầu em me rồi mà không có nói, bà này nói em nói ra chui vô. Lanh lắm, em chưa kịp gì là tự động. Em diễn tả bên đây đi cho khán giả thấy mặt em dễ thương lắm. Em diễn tả bên đây cho chị. Vậy cái lớp của em quay lại, em quay cái lớp của em lại. Quay lớp lại đó. Rồi, đó. Em bắt đầu em nghe nói là em nhọt nhọt vô liền. Em bước đâu được 3 bước, sao nó lạnh như trời. Mà nó tối thui, không có thấy cái gì hết á. Mà em đi bước từng bước, em không thấy được, nó cứ vịnh vậy. Em bước đâu được tới bước thứ 5 cái em muốn quay lại rồi. Thấy quá sợ đúng không? Sợ quá. Nhưng mà công sức của mình là bao gầy dựng bao nhiêu năm nay, chắc là lần này là lần quyết định đây. Em dư vô được đâu tới bước thứ 10 cái tự nhiên dư cái hố đen vậy đó, xung quanh phía dưới trần em nó đổ xuống hết trơn luôn, nó sụp xuống hết luôn. Cái em lấy cái tài em chụp lại cái thành ngoài cho em. Em nghe một cái rầm. Lúc đó em học cái hội trường nó là lầu 4. Em xuống mà rớt xuống với em chết. Ủa chết ba, cái này là hội trường ở lầu 2. Là em đang trên nóc nhà, em đang đu đeo. Trời ơi. Mấy cái miếng là phòng ở dưới, mấy miếng là phòng ở giờ nó bầu rớt xuống, mấy bạn đang học ở dưới. Ở dưới thì lạ chí chế nhìn lên chị ý ơi ơi. Cái ông thầy giảng viên cũng ngừng học. Cái em xui cái nữa. Cái chiếc dép em đang mang rớt luôn dưới. em lấy hết sức bình sinh em trồi lên trên, bò được vô lớp. Đang suy nghĩ chắc trốn quá, em tính bỏ trốn. Mà thôi giờ bỏ trốn thì cô này cô cũng lại đánh giá mình nữa. Thôi em chạy dưới để lấy đôi dép đi về. Lấy được đôi dép cái
ông thầy ông nắm đầu lại. Em gái bảo vệ cô này luôn, không có kêu là cổ suối. Em nói là em làm rớt cái miếng giấy, em chui chổng em lụm, không biết sao rớt. Rồi em thoát được không? Thẻ sinh viên em bị giữ tới giờ em đâu dám quay lại em lấy đâu. Thì từ cái lúc đó em cũng ấn tượng với chồng em là nhìn khờ khờ như vậy mà cũng men, dám chơi mà không có dám khai em. Tự nhận chân thành nghĩa là rồi là có cái tự, em lúc đó em có cảm tình, bắt đầu cởi mở hơn, chứ trước đó là em không có thèm nói gì tới hết. Tụi em mới bắt đầu cho bạn cơ hội. Cái cơ hội em đến lần nữa cái tự nhiên máy hư, làm bài tập mà máy hư, kêu em sửa máy vi tính à? Máy vi tính em cũng chuyên nghiệp lắm đâu biết gì đâu. Kêu sửa là em sửa à, kêu sửa có cơ hội là đâu biết cứ nhập vô là coi như sửa. Cứ kêu em là em ok quá. Rồi cái lúc đó em gắn máy vô được, máy chạy luôn, thờ phước chủ mai thầy sao á. Thêm một cái ấn tượng đó với em nữa. Cái là trời khiến á chứ đâu có biết sửa gì đâu. Cái cổ lấy bánh kẹo rồi cho em ăn, lịch sự mà tay em bụi không mà đâu mà đút đi, gài kẹo đút tay chân cũng đang cầm thôi, cổ lấy miệng cổ đút luôn. Em đơ hết trơn, bốn mắt nhìn nhau chào máu họng hết. Nói vậy là chắc có lẽ là em là người tỏ tình trước hả? Dạ thì cái đó cũng là em bật đèn xanh cho bạn đó. Thì em lúc đó em chạy xong rồi em chạy đường về, cái giờ chịu hết nổi cứ nhớ tới cái lúc đó hoài. Tấp vô lề, nhắn tin liền, anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Rồi chúng ta lúc đó em là chính thức quen nhau luôn rồi lúc đó. Rồi mọi thứ nó cứ im xuôi trôi rồi chúng em cưới luôn. Hay cưới xong về là có hòa vỡ thêm lần nữa không? Chồng em là hồi lúc chưa cưới thì em biết là có cái tật hay la cà, nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng mà cưới về mới biết là quá mức quy định. Không có tuần nào mà không nhậu. Mà nhậu là hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng, hay như là còn người là còn nhậu, chừng nào người ta đi về hết mà mình rủ mà người ta không đi nữa mới chịu về. Tiên thủ của em nó đô mạnh quá, em phải tiếp chiêu thôi chứ. Nhưng mà em là một người bạn tốt, không bao giờ bỏ bạn. Đúng rồi. Em nhậu bả cũng đâu có vừa đâu, nhậu không biết đường về luôn. Tới 11, 12 giờ đêm bắt đầu gọi em ra rước. Rước xong cái về gặp em đúng hỏi đúng ba câu à. Anh biết em ăn gì không? Hôm nay em gặp ai không? Em uống nhiều chai không? Rồi hỏi ba câu đó tới sáng luôn. Không chịu ngủ cứ nằm xong cười hê, sao mới quay qua hỏi xong cười hê nguyên đêm luôn, em bó tay luôn. Vậy mà cứ che em mắc cười hay là em giận? Thì em đâu dám nói đâu, mong bà ngủ chết quỳ lại luôn, ngủ rồi không chịu ngủ gì hết trơn trời. Em là bạn bè chừng lâu lâu bạn bè ở xa đến em mới nhậu nhẹt vui vẻ với bạn bè thôi, chứ không phải là mỗi tuần đều đặn như chồng em. Ngoài ra vợ em còn có tính xấu gì đâu? Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cằn nhằn á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi mà mở cửa, mở tủ gì á, không kéo hộp tủ là cũng chữ. Mở cửa ra không đóng cũng chữ. Đi tắm rụng tóc không dội cũng chữ. Nhưng mà em là lần thứ hai, thứ ba mới nói chứ không có nói lần đầu tiên. Người ta tắm rửa xong là sạch sẽ, còn chồng em tắm xong là em vô cái nhà tắm như bãi chiến trường vậy đó. Dớ quần áo, mọi thứ chỗ vậy đó, em phải dọn xong em mới tắm được. Thì làm vợ làm gì mới dọn chứ. Trời ơi, ghê chưa. Cào nhào em suốt vậy đó mà không bao giờ ghi nhận công lao của em. Bữa đó bệnh ta nói nằm mệt quá, hỏi giờ muốn ăn gì, em ăn cháo cá lóc đi. Em mua cá lóc về em mần em làm đâu 3-4 tiếng đồng hồ, làm xong xuôi hết rồi bài biển dọn lên trên trước, lên ngồi ăn. Khi lên trên khều xuống em xong rồi, ăn xuống ăn cháo cá đi. Đang tưởng tượng diễn cảnh như hai vợ chồng mới cưới về ngồi ăn vui vẻ nói chuyện, bà vừa mới đi trên cầu thang đi xuống, vừa nhìn xuống rồi quát vô mặt em xong. Chửi sụm, trời ơi cái gì đây. Em nghe cháo cá mình cũng đang đói đang mệt, mình hí hửng mình xuống mình tính thưởng thức rồi. Vừa xuống chưa thấy cái nồi cháo rồi em thấy cái nhà bếp là ha, tao nói tày quầy hết, nồi niêu chai lọ tao nói mọi thứ nên chỉ nghĩ tới chữ cái cảnh mà mình đang mệt mà mình còn phải dọn dẹp cái bếp nữa. Em nhớ tới cái tật bài của chồng em nên em càng tức thêm. Chữ tùm lum luôn rồi em bỏ lên em đóng cửa em đi ngủ luôn cho mà ăn chữ mình luôn đi. Sao? Tự xử. Có bây giờ mà chồng em chửi em lại. Đâu vậy. Lúc ngày xưa thì cũng đi lúc cô thì chửi lắm. Mà mình nghĩ trong bụng mai mốt cưới về mình chết với tài chữ thì tao biết. Xong cuối cùng cưới về cũng vậy luôn. Đâu dễ thương. Bây giờ á em muốn vợ em thay đổi gì? Bớt chữ em chữ biết em không biết làm sao cho đúng. Thật ra là em chỉ cằn nhằn giống như là để góp ý thôi, chứ bây giờ mà em không nói cứ vậy em cứ dọn hoài, rồi mốt có con rồi em dọn thêm con nữa chắc em đuối luôn á. Tức là em bực bội chồng em cái chuyện mà bừa bãi thôi đúng không? Dạ. Hay giờ thực ra nên nãy giờ ngồi kể hết những cái mà mong ước về nhau rồi, những cái mà chưa hài lòng về nhau rồi, thì hai bạn cảm thấy rằng á là hai bạn có thể dung hòa điều tiết những cái mà hai vợ chồng mong muốn để sửa đổi không? Chắc từ từ cũng được, em bớt lắm rồi đó, chứ ngày xưa em nhậu tận có 5 bữa chứ gì. Trời ơi. Giờ em tận nhậu có 1-2 bữa em, chứ đâu phải là nhiều đó. Mà nhậu đó là trong làm ăn bạn bè cũng có, làm ăn cũng có.
Nhưng mà cái vợ em mong muốn ở em á lại không phải là cái đó. Cái vợ em mong muốn đầu tiên là gì em quên à? Gọn gàng, gọn đó, gàng. Cái đó là cái em có thể làm được ngay chứ em đâu cần phải làm mai mốt hay cái gì. Em thấy em gọn gàng quá, em làm như em BD á. Em thấy em gọn gàng là em giữ gìn sức khỏe cho vợ em đó. Tại vì vợ em cái tánh nó gọn gàng. Mà giờ em không gọn gàng ở đâu ấy. Bỏ sức ra nó dọn dẹp nó này kia nọ nữa. Đúng không? Có làm được không? Được không? Chắc cố gắng. Rồi, cố gắng mà thực hiện nha. Rồi, xin cảm ơn hai em. Và bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình. Em giới thiệu trước đi ạ. À rồi, ok. Em Trần Bình Nguyên, 39 tuổi. Công việc kinh doanh của em kinh doanh tự do. Nguyên có bị run không? Dạ, cũng hơi hồi hộp. Không có gì hồi hộp hết á. Em cứ việc ăn to nói lớn cho chị, đúng dạ. không? Dạ. Rồi, em hồi nãy ngồi dưới nghe anh Mạc Văn Khoa nói chuyện cười quá cười mà. Vâng. Cho nên không có gì phải hồi hộp cả. Dạ. Không, bây giờ mình giới thiệu lại một lần nữa anh. Em nói to lên. Hai nói to lên. Rồi, hai ba. Em tên Trần Bình Nguyên, 39 tuổi ạ. Hiện tại công việc em làm bên kinh doanh. Kinh doanh tại nhà hay là mình kinh doanh cho mình buôn bán cho ai? Kinh doanh tự do là bên cái bất động sản ạ. Em mua vào và bán ra. Rồi trúng dữ lắm nha. Dạ. Không, em mấy hôm nay ở cái thời điểm này nè, nhà cửa ok không? Dạ cũng được. Cũng được phải không? Dạ. Chúng gặp riêng nha. Dạ. Đúng rồi, gặp riêng chị cũng cần tư vấn. Không, chị cần bán. Dạ có gì ấy. Em hỗ trợ cho. Rồi xin mời vợ của Nguyên. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Thoa. Hôm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với chăm con. Nhưng mà Thoa nó nhỏ quá đó. Thoa mạnh dạng, Thoa giống như là chị em mình đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Thoa cứ nói lớn hết cỡ rồi. Cho chị. Dạ. Nói lớn lên. Rồi, em mời Thoa. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Đúng rồi. Chào chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thị Thoa. Hôm nay em 33 tuổi. Công việc hiện tại của em là nội trợ với ở nhà chăm con ạ. Vậy hả, sướng ha, không phải đi làm gì luôn, chồng nuôi hả? Dạ. Trời ơi, sướng vậy. Nhưng mà trước đây có làm đâu không? Dạ, trước kia thì em làm công ty ạ. Trước khi gặp chồng em thì em làm công ty. Dạ. Xong rồi từ ngày theo ổng xong là ở nhà nấu cơm cho ổng ăn. Ổng không cho đi làm luôn hả hay sao? Dạ, hiện tại thì em cũng chưa có công việc để làm, với lại em còn em bé nhỏ nên là ở nhà chăm con phụ. Em bé mới sinh hả Thoa? Dạ, con em được 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi. Thì sắp tới là em chắc em cũng kinh doanh bên spa đấy ạ. Em đang học. Rồi chúc mừng nha. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho Quốc Thượng nghe với chị Vân được biết cái mối tình của các bạn, cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau. Dạ thì ngày hôm đó thì em đang thất nghiệp nên là em ở nhà lên một cái Google mà có cái chương trình mà tham gia những cái người mà họ trong nhóm tìm kiếm qua mạng á. Rồi em đăng ký cái hồ sơ em trên đó. Thì mấy năm, cách đây mấy năm rồi cưng? Dạ năm đó là năm 2019 ạ. Còn mới đây à, mới 3 đây năm. 2019 ạ. Thì sau đó thì rất là nhiều người gọi cho em, nhưng mà chồng em là người gọi cuối cùng. Thì nhiều người gọi nhưng mà em không có đi gặp mặt. Em cũng không có liên lạc, nói chung là em nghe qua điện thoại thôi, nhưng mà em không có cho cơ hội để gặp. Dạ. Thì rất là nhiều người gọi và em cảm thấy nó phiền phức nên là em tính là đang lấy cái, em đang rút cái hồ sơ đó xuống. Nhưng mà cái thời lúc đó thì chồng em là người gọi cuối cùng ấy, nên là anh cũng không có nói qua là anh tìm em ở trên cái chương trình đó, nhưng mà anh chỉ là bảo là anh muốn xin việc ở công ty, anh cần sự giúp đỡ ở em. Dạ. Ủa sao là kỳ vậy? Khổ nhục kế đó em. Dạ anh mưu kế đó ạ. Có chiêu có mưu kế hết đó em. Không, ơi. Nhưng mà anh đang muốn hỏi, anh đang chưa hiểu là tại sao em lại cho một ân huệ cho một cái người cuối cùng mà em tiếp chuyện với dạ không, cái lúc đó thì nhiều người gọi họ bảo là họ tìm thấy cái số điện thoại em ở trên đó. Thì em cảm thấy là em cũng không, lúc đó em cũng không có muốn gặp hoặc là thông qua cái chương trình đó. Mà chồng em ấy thì là không có nói là anh tìm thấy ở trên đó. Chồng em chỉ là bảo là anh cần sự giúp đỡ, dạ, cần sự giúp đỡ để vô xin vô công ty là như vậy đó. Dạ. Xin vô công ty để làm. Ông chồng này đâu có 2-3 cái nít lận để hỏi đi, hỏi bạn này coi coi như là bạn xài cái chiêu đó là bạn cố tình hay là bạn thực sự bạn muốn đi xin việc. Tức là em hiện hồi đó em cua vợ em là hiện tại cái công việc của em cũng như bây giờ
em đi xe hơi rồi em liên lạc cái điện thoại. Nhưng mà giả danh là em cũng không nói là đi xe hơi hay nhà lầu xe hơi gì hết. Em chỉ điện thoại là biết bạn làm công ty, để em bảo anh đang thất nghiệp, anh có bộ hồ sơ có gì em làm công ty nào hỏi bên đấy có tuyển người giúp anh cái. Đấy cái mục đích của em là em chỉ mong gặp mặt thôi. Cái em xài chiêu mà đúng không? Dạ. Đó. Hay quá. Đấy, vậy đấy. Mà em đoán có thể ông chồng ổng nhiều nick, coi như là ổng vô ổng cũng cua, cũng tham gia vào trong cái chương trình đó và nhắn tin cua mấy lần mà cô này từ chối, cho nên mới chơi một cái chiêu cuối là đi xin việc. Không, không có đâu. Trời ơi, không, chiêu đó là tức là thường á, phụ nữ á, là cái bản năng làm mẹ, cái bản năng mà chở che đó cho những người yếu thế nó nhiều lắm. Cho nên ví dụ giờ em lúc nào em tỏ ra là em bảo vệ chị là chị lại không ấy, nhưng mà lúc nào em cũng yếu ớt, em cũng chị Vân ơi em thế này nọ, là coi như cái gì cũng dồn hết cho em. Phải không chị? Thiệt luôn. Gì luôn hả? Đúng không cưng? Đúng không? Ủa nhưng mà nó nghe nè, Nguyên ơi, khi mà vậy thì á, em có nhìn thấy hình ảnh của Thoa trên cái chương trình đó hay không? Em có kiểm tra rồi nhìn thấy hình ảnh hết rồi em là đã thích rồi đúng không? Dạ. Ấn tượng đấy, với em thích ngay luôn ạ. Nhìn xong mới dùng chiêu dạ, đúng không? Dạ. Sau đó như thế nào? Thoa có bố trí sắp xếp gặp ảnh không? Dạ không ạ. Cái thời gian đó thì anh có gọi điện rủ đi uống trà sữa nhưng mà em không đồng ý ạ. Tại vì em nghe qua cái giọng nói là ở Thanh Hóa là em không có thích lúc đó. Dạ. Thì em chỉ thích những giọng nói miền Nam hoặc là miền Trung như em thôi. Dạ, thì lúc đó em không, anh xin là qua để mà mua cái ly trà sữa đem qua để mục đích là gặp em thôi, nhưng mà em từ chối ạ. Em không, nó cứ đến chủ nhật là anh biết em là nghỉ, hôm đó là nghỉ, là anh cứ gọi điện rủ đi uống cà phê, nhưng mà sáng thì em cũng tìm mọi lý do để từ chối ạ. Nên là em không có gặp trong không chắc là tầm hơn một tháng đấy ạ. Chỉ là nhắn tin rồi liên lạc vậy thôi chứ em cũng không cho gặp. Chưa cho gặp luôn. Dạ. Rồi bằng cách nào mà em gặp được bạn này? Đúng rồi. Trong cái trò chuyện nhắn tin qua lại á, em còn kể cái tình trạng của em, cái sự tình của em năm nay em phải lấy vợ. Qua năm là không có được. Nên là em sẽ suy nghĩ cách gì nhanh nhất để có thể được gặp cô ấy. Đủ thứ lý do rồi, hôm nhân tiện là anh chị có hai chị gái với mấy cháu vào chơi á. Em nói đi, bảo anh có mấy hộp quà gửi về cho các cháu và ba. Em mua mấy hộp yến thì bảo đồ ở đây, địa chỉ ở đâu để anh chạy qua anh gửi cái rồi về anh còn lo việc làm đám giỗ cho ba em á. Sau không biết sao cô mở lòng thương hay sao á. Rồi cô cho cái địa chỉ rồi em chạy tới. Em ngồi khoảng 15-20 phút thì trò chuyện với anh chị với mấy cháu rồi với Thoa cái này em biết. Biết rồi em để hộp quà đấy rồi em chào mọi người rồi em về. Đấy, hôm đấy từ hôm đấy bắt đầu thân nhau rồi. Cô ấy cởi mở hơn. Dạ. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, em thấy ảnh sao Thoa? Dạ cái thời điểm đấy thì em gặp anh là thấy chưa có cái ấn tượng gì, gọi là anh lúc đó thì người đàn ông mà sao mà gầy lắm. Nói chung là cái thời điểm đó anh gầy lắm, gầy rồi chỉ là ấn tượng nhất là cách nói chuyện với lại cái gọi là nhìn anh cũng có vẻ tử tế, người là thuộc người tử tế. Dạ, nhưng mà với lúc đó thì em cũng chưa có ấn tượng đâu, nhìn anh gầy lắm chứ không phải như bây giờ. Còn Nguyên thì sao, gặp ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Bắt đầu gặp em gặp qua hình ảnh thì nó khác rồi. Gặp thực tế nữa, em mới nhìn từ đầu đến chân, nhìn vòng nào ra vòng đấy, nhìn ngon quá. Ngoài đời là còn ngon hơn trong hình nữa. Dạ. Đúng không? Là về là cái thao thức luôn đúng không? Dạ. Là quyết định là phải tấn công. Dạ. Đó, và sau đó bao lâu mới là chính thức quen nhau? Em mất bao nhiêu hộp yến nữa? Mất thêm hai hộp nữa. Hai hộp à? Rồi sao nè? Sau ấy rủ cô ấy đi chơi. Buổi tối là rủ đi chờ cô đi làm, cô đi làm công nhân ở công ty á. Em chờ đi làm về rồi em rủ xuống thành phố mới ở Bình Dương. Đi ra công viên rồi đi ăn uống rồi đi chơi ở đấy. Tạo cái tình thế cho có hai đứa mà ở quanh quanh nó cũng có người nhưng mà nó không có đông. Tạo cái không gian lãng mạn hai đứa ở công viên ấy. Rồi em nắm tay xong em bảo anh thích cổng em rồi. Em muốn được cổng cô ấy. Xong rồi em cổng cô ấy. Ôi lãng mạn quá. Cho cổng luôn. Dạ. Em cho cổng luôn. Dạ lúc đó thì anh bảo là anh cổng thử là cổng được hay không, tại vì lúc đó anh gầy hơn em ạ. Nhưng mà cổng đi xa không?
Dạ không, chỉ có cổng lên thả xuống thôi là cổng dụ á, dụ là cổng, cổng, cổng xem là có cổng nổi hay không. Đó rồi, chú này là chú xài chiêu rất là nhiều. Rồi bây giờ nè, đó là cổng rồi, bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Hôm đấy là cổng đi đi dạo em chỉ hôn lên tóc rồi. Không hôn lên tóc chứ hôn lên má. Hôn lên tóc thôi chứ không có dám vào kia. Bao lâu thì mới sử dụng cái chiêu trò gì đó để mà được hôn môi cô ấy? Khoảng 10 ngày sau. Em dẫn tới nhà em rồi, hôm đấy mẹ lại đi chơi xa. Có mình em ở nhà, em dẫn cô ấy sang nhà. Sang nhà xong rồi em dẫn lên sân thượng. Ở cái sân thượng thì nó mát lắm. Mát cây cối tầm đấy này. Nhân cái dịp đấy em hôn cô. Rồi cái gì tới thì tới là tới luôn ạ. Nhưng mà đó luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em đã thích mặt này chưa? Dạ thì lúc đó cũng hơi ạ. Hơi thích nên là em cũng đồng ý về, luôn. Để về để xem tình hình thế nào. Dạ. Mà tình hình gia đình ảnh sao? Dạ lúc đó thì về thì chỉ có anh với mẹ anh là ở trong nhà đó thôi, mà lúc đó thì không có mẹ ở nhà. Chỉ có mỗi mình anh thôi. Dạ, mà là... trước đó là giả bộ nói với em là dắt về để gặp mẹ đúng không? Dạ không, chỉ là có nói là nhà không có ai nhà không? Dạ không, chỉ là bảo là qua nhà anh chơi. Đó, qua nhà anh chơi thì cứ thì trong đầu em nghĩ là phải qua để gặp mẹ đúng không? Thế nào cũng có người đúng không? Dạ. Lại chiêu nữa đó. Nhưng mà là nguyên là bữa đó là cố tình xài chiêu trò để mà mời cô ấy qua, nhưng mà biết chắc là mẹ đã đi rồi. Dạ. Đúng rồi, mẹ đi rồi mời qua. Mà đã vậy còn mời lên sân thượng. Đó. Vừa mát mẻ, vừa cây cối um tùm. Đó. Nhưng mà đây có phải là người yêu đầu tiên của Nguyên không? Không ạ. Thứ ba. Hèn gì chú có nhiều mưu, nhiều mưu kế. Còn Nguyên, còn Khoa thì chắc Nguyên là mối tình đầu hay sao? Dạ không ạ. Em cũng, anh cũng là người, nói chung là thích thì cũng có thích vài người, nhưng mà quen lâu thì chỉ có một người và anh là người thứ hai. Nhưng mà Nguyên thì sao? Có nghĩa là lúc mà quen Thoa đó thì cái tình trạng của em là như thế nào? Đó. Tình trạng của em, hoàn cảnh của em nó phức tạp lắm. Ồ, phức tạp? Dạ. Là sao? Em xảy ra một lần hôn nhân rồi. Có cả con nữa. Có cả cu này. Bây giờ em vẫn lo cho con. Thì nói chung là trải qua một đời vợ. Thoa lấy em bị thiệt thòi nhiều lắm. Tức là sao này Thoa mới biết? Hay là cái ngày mà dẫn Thoa tới nhà, mà cái ngày mà dẫn lên sân thượng đó? Dạ. Trước khi xảy ra cái chuyện đấy, em nói với Thoa. Rồi Thoa nói, thậm chí cái nhà cái cửa đấy em còn nói với Thoa là cái xe là xe của anh. Nhưng mà anh đang còn nợ ngân hàng mấy trăm lận. Còn nhà là em nói là của bà chị bên nước ngoài. Chỉ cho anh ở thuê, ở nhờ thôi để trông coi, chứ không phải nhà của anh. Thì khi đấy Thoa mới nói là em không cần gì cả. Chỉ cần gần anh, là có anh là được. Em mới cảm động, xong rồi mới bắt đầu tiến hành sâu hơn. Như em không có kia. Nhưng mà cái việc mà em, hoàn cảnh của Nguyên á, là có vợ, có con, con riêng rồi đó. Thì bên gia đình của Thoa thì bao lâu thì mới biết được cái việc đó? Và khi biết thì có cản không? Dạ thì lúc em quen anh thì nói chung là em không cho ai biết hết. Dạ, hai vợ chồng em giấu ạ, giấu bên gia đình em. Tại vì nói chung là cả một cái dòng họ của em là không có ai mà kết hôn gọi là người ấy sau đấy ạ. Nên là em giấu đến khi mà nhà, đến khi gần đám cưới ạ. Gần đám cưới là nhà mới bảo là làm giấy đăng ký kết hôn ở ngoài quê đó. Cho nên là em mới bảo thôi để vào đó đăng ký kết hôn. Thì mọi người mới bảo là thấy có một cái gì đó giấu họ. Nên là họ mới hỏi ra thì em cũng nói luôn là anh là như vậy. Mọi người cũng bảo là thôi thì cũng không sao. Dạ, có sao đâu, vấn đề đó bây giờ. Nhưng mà cháu là ở đây hay là ở ngoài ngoài Bắc? Cháu ở đây ạ. Ở đây. Ở với Nguyên. Cháu thì ở với mẹ. Ở với mẹ chứ, nhưng mà ở chung gần, ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở Dĩ An. Giáp với thành phố. Rồi, coi như là tính từ cái ngày mà ở trên sân thượng đó. Trên sân thượng mà mẹ đi vắng nhà đó. Và có nụ hôn đầu tiên, và chuyện gì tới nó cũng tới luôn. Là tính là cái ngày đó luôn đúng không? Rồi sau đó rồi có về, thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, có về sống chung với ảnh không? Dạ thì sau cái thời gian đó thì anh có đưa em về quê em để mà ra mắt anh chị ba mẹ ở ngoài quê. Dạ thì sau đó thì mọi người cũng đồng ý, bảo là rồi xem ngày để mà tiến tới hôn nhân.
thì đã định ngày rồi nên là anh bảo là thôi về sống với anh rồi đỡ phải chi phí này kia, thì đã định ngày rồi nên là em cũng dọn về sống chung với anh là chắc tầm khoảng 3 tháng là tụi em tổ chức đám cưới. 2019 tới giờ đó. Dạ. Là như vậy là cưới cũng cho được 2 năm. Hai năm, ba năm, năm tháng. Ừ, 2 năm, 5 tháng. Ừ. Nhưng mà về gia đình bên vợ, thấy gia đình bên vợ có dễ gần không, có mọi mình người... có dễ hòa nhập không em? Hoặc dạ. là trước khi về chú có tính một cái chiêu trò gì đó để về bên vợ không? Có lập mưu tính khi kế về không? Là em muốn biết mọi người ở bên gia đình vợ họ như thế nào, hay là vợ mình có cái tại sao cũng lớn tuổi rồi mà gia đình hay có con cái gì hay không. Là cái đấy là em mong muốn về để em chắc chắn cái vấn đề sau này là lấy vợ. Về ngoài đấy em lại cho em cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Anh chị hay là bố mọi người lành với hòa đồng lắm. Quê ở đâu? Ở đâu? Ở Phú Yên chị. Phú Yên là giáp với Bình Định. Mọi người chịu thương chịu khó lắm. Ngoài đấy cái khí hậu nó miền mát Trung mẻ. Ừ. Dạ. Tình cảm gia đình dạ. hả? Dạ. Về đấy có cái gì là đãi rẻ tương lai hết ạ. Và là quyết định là cưới luôn. Vâng, vâng ạ. Thế tốt rồi. Như vậy là lấy nhau được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Thằng cu thì được 2. Bé gái là được 2 tuổi. Được 2 tuổi. Hai tuổi. Ôi. Vậy là em là nếp tẻ có đủ rồi đó đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là đám cưới sớm như vậy là có khi nào bác sĩ báo cưới không? Không ạ. Là để dành đúng không? Dạ. Để dành cho sau này cưới rồi mới tính tới cái chuyện có con. Đúng vâng, chưa? Vâng. Rồi. Thế còn thế hai đứa về sống với nhau thế có anh ấy có nhiều tật xấu không? Dạ thì tật xấu nói chung thì anh cũng là người chững chạc rồi cũng thành đạt mọi thứ cũng hoàn hảo nhưng chỉ có mọi cái là hay nghiện hút thuốc lào đấy ạ. Hút thuốc lào mãi thôi. Đi. Bằng Kiều tới bây giờ cũng không thể nào bỏ được điếu thuốc lào. Ồ Bằng Kiều chắc trong rương là bao giờ cũng có cái điếu cày. Ồ trời ơi. Sáng là hút thuốc, ngủ dậy là đi hút thuốc liền. Nhưng mà hút thuốc là né con rồi đúng không? Dạ, dạ. Xa. Né con. Dạ. Đó. Em phải ra ngoài. Rồi. Xa. Ủa nhưng mà nghiện thuốc lào có gọi là tật xấu không ta? Không, đâu có gì đâu tật xấu. Tại em hứa bỏ rồi. Lại hứa bỏ chưa? Vợ không thích thuốc lào nó hôi ạ. Chỉ có cái là đó nó cái thuốc lào nó hôi hơn thuốc lá. Nhưng mà bây giờ là đã bớt chưa? Hay là bỏ luôn chưa Nguyên? Chỉ là sáng em hút xong cái rồi chiều về em hút cái xong thôi ạ. Tức là ngày rít hai hơi đúng không? Dạ. Đấy là rít hai hơi thuốc lào còn thuốc điếu nữa. Thuốc điếu rồi đi làm công việc bình thường với bạn bè thì em có uống cà phê rồi hút thuốc. Rồi còn tật gì nè? Anh ngủ hay nghiến răng nữa. Nghiến răng em chả phải tật xấu. Cái đấy là không cái... Biết. Nói chung là chồng thì cũng không có nhiều tật xấu đâu ạ. Có siêng không? Có phụ vợ ở công việc nhà không? Dạ không. Đấy là tật xấu gì nữa? Có gia trưởng không? Dạ chồng thì không gia trưởng ạ. Nhưng mà con cái là không phụ vợ. Ừ. Chỉ ra về nhà để điện về chăm con thì... Chăm con thì mở điện thoại lên cho con ngồi xem vậy đó. Rồi cha cũng ngồi bấm điện thoại. Rồi cũng chơi game, nghiện game nữa. Ôi nguy hiểm chơi quá game, dạ. Còn vợ tự làm bếp núc làm gì làm không có phụ. Đấy, cái đó là gia trưởng đó. Không phụ vợ việc nhà là gia trưởng. Không phụ đó. Nhưng mà cũng không có nói nặng ạ. Chứ đâu phải là nói nặng hoặc là bắt vợ làm này làm kia mới là gia trưởng đâu. Khoan ngoài xíu nha. Con em mới 2 tuổi thôi hả? Dạ. 2 tuổi mà Nguyên đã cho tiếp xúc với điện thoại với máy tính bảng là nó nguy hiểm lắm nha. Dạ, nó rất là dễ những cái bệnh dễ mắc phải những cái bệnh về mắt. Dạ. Ha. Nên hạn chế lại. Dạ. Hạn chế lại đi em. Cái đấy em hạn chế lắm ạ. Rồi. Em nói không hạn chế hả, đừng cho coi luôn. Vâng. Ha. Rồi còn gì nữa nè. Có hay nhậu không? Dạ có. Anh đi làm thì sáng anh đi làm tới trưa có khi nguyện pizza nữa. Có khi nguyện pizza đánh từ sáng tới chiều điện về ăn cơm không về ạ. Tối thì lại đi nhậu. Thế có lúc nào nhậu mà cũng không nhận ra vợ mình không? Dạ không. Xỉn tới cái mức mà không nhận ra vợ luôn. Dạ có không? Dạ không. Anh không. Thì không uống tới cái mức mà xỉn là không nhận ra vợ đâu. Nhưng mà chỉ có hơi xỉn là về nhà ối rồi vậy thôi chứ còn không có. Cái lần nào mà cái lần nào mà chồng em nhậu mà em bực mình nhất, giận nhất luôn á. Là chỉ có nhậu xong rồi về kiểu như là ối rồi nằm chổng làm khó chịu mông lên rồi. Dạ chổng mông lên rồi nằm mất đi ối rồi vậy á. Lúc là... đó em khó chịu lắm đúng không? Dạ ghét khó lắm chịu đúng không? Với lại điện không nghe máy nữa là hơi bực bội. Đó tật xấu đó. Dạ. Điện mà không nghe máy là tật xấu. Dạ mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn sẵn đang nóng hổi là mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ thì
sản chương trình đây thì em cũng mong là chồng bớt nhậu, dạ, với lại bớt bớt chơi bia lại, về không có việc thì về nhà với vợ con, phụ vợ chăm con, giữ con cho vợ nấu ăn dọn việc nhà. Nga Nguyên, dạ. Dễ mà, đúng không? Dạ. Bây giờ mình bớt từ từ đi. Dạ. Bây giờ kêu cắt ngang cái cũng khó lắm. Bớt từ từ là xong. Rồi bây giờ tới Nguyên đó. Dạ. Anh thấy Thoa hiền quá à. Hiền, dễ sao hiền quá. Hai vợ chồng quen nhau gần 3 năm rồi mà hợp nhau lắm ạ. Chưa bao giờ cãi lộn nhau cái gì cả. Thế vợ em có ghen không? Vợ em thì ghen thì... Chúa ghen luôn. Chúa ghen đấy, ghen là tật xấu rồi đấy. Đấy. Nhưng mà cái quan hệ bạn bè hay là làm ăn của em thì em không bao giờ có cái chuyện trai gái hay này kia. Thế ghen với ai? Chỉ ghen với khách hàng nữ hoặc là bạn bè nữ, thì trò chuyện sâu sâu một tí về cái vấn đề khác là vợ không thích thì biết. Nhắn tin là coi như là dạ. Chắc cô ấy có đọc đúng không? Chứ nhắn tin cũng không có gì quá hết. Thế có ghen quan tâm với chị gia đình cả không? Có ghen với chị cả không? Cũng có. Ủa nhưng mà mỗi lần quen với vợ cũ như vậy á thì Nguyên có cảm thấy khó chịu không? Không, em hiểu cô, hiểu bà xã như thế nào. Rồi về cái vấn đề của em và người cũ nó. Nhưng mà sao em lại ghen với chị cả? Vấn đề cô ấy lại nhờ em mua cái bất động sản. Tức là không muốn dính dáng gì tới cái về vợ cũ vấn đề đấy. Chỉ có con thì sao cũng được. Về cái ngoài cái vấn đề con thì không có được cái gì cả. Em cũng có nói là về vấn đề con anh thì sao cũng được, anh làm như thế nào cũng được, miễn là anh sống có trách nhiệm với con là được, nhưng mà đừng có qua lại theo kiểu mà mua bán chung rồi đi qua đi lại trao đổi với nhau nhiều là em không thích. Thế là em có nói với chồng em như vậy. Tất cả các bà vợ đều như vậy hết. Dạ. Nếu mà ai trong hoàn cảnh như em thì cũng chắc là cũng hiểu như vậy. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là hợp lệ đúng không chị? Hợp lệ. Hợp lệ. Hợp lệ. Có nghĩa là vợ ghen hợp lệ. Dạ. Ủa nếu ví dụ mà một cái mối quan hệ mà chỉ là trao đổi về mua bán rồi về kinh doanh, ví dụ như nhờ mua một miếng đất thì cũng không được đúng không ạ? Không phải, chị nói em nghe, tại vì thực ra mình muốn mua miếng đất đó thì rất nhiều đối tác, đối tượng khác mà mình có thể mua. Không nhất thiết là phải chỉ duy nhất là anh này. Đúng rồi ạ. Hiểu không? Tại vì thực ra là nó sẽ rất phức tạp. Tại vì trong, thì em mua bán rồi em cũng biết đó. Phải gặp gỡ, phải trao đổi, phải đủ thứ trên đời hết trơn á. Gặp nhiều quá thì nó lại phát sinh nhiều thứ. Đúng rồi, cái người vợ người ta đâu có yên tâm. Thật ra anh cố tình anh hỏi như vậy để chị Vân nói. Để cho cả hai đều hiểu được cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Đúng rồi. Còn những tật xấu gì nữa không? Có những cái tật mà giống như là vợ Mạc Văn Khoa đó là thích đi mua sắm online không? Dạ, vợ em thì cũng hay mua ở trên đấy. Nhưng mà có lần bị lừa mất tiền. Bị lừa luôn á? Tức là tiền thì em không có sao cả. Nhưng mà để cái tình trạng nó lừa đảo trên cái mạng xã hội để mình chuyển khoản trước. Em chỉ dặn vậy, không có được cái chuyển khoản trước. Mình kiểm tra hàng hóa hay sao rồi như thế nào tới đây thì mình mới trả tiền. Lừa tiền xong còn lừa hàng nữa cơ. Dạ. Nhiều lắm chị ơi. Hàng là một kiểu mà tới giao hàng lại là một kiểu khác nữa. Trời ơi, nó không có giống nhau á. Dạ. Nạn nhân đây. May mắn cho chị là chị không có mua, mà chị cần mua là chị nhờ. Mua cái gì cũng được, mà em sao cũng được, cái gì cũng được. Anh phải hố tới cái món thứ ba là gần hơn 10 triệu thì anh mới ngộ ra vấn đề. Dạ. Tức là anh bây giờ là anh không mua nữa, mà anh chỉ khuyên là nên mua những cái trang nào mà coi như là có thương hiệu. Dạ. Những cái trang uy tín. Đó. Có bình luận ở dưới. Còn những cái trang mà trời ơi, nó đưa những hình đẹp ơi đẹp vậy đó mà không biết thương hiệu, vô đúc đầu vô mua là dính liền. Dạ. Mà nhất là chuyển khoản trước. Dạ. Đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì tuyệt vời rồi. Chỉ có bớt mua sắm, hay là không phải bớt mua sắm, lựa chọn kỹ để mua là được. Em chỉ mong muốn là vợ, cái công việc thì vợ không phải suy nghĩ, vợ em đau đầu nhiều về cái vấn đề công việc rồi lo kiếm tiền ấy. Em không muốn cái đấy, thì chỉ muốn vợ lo cho con cái, gia đình, nhà cửa, nhà em có nhà trọ nữa. Trông coi quản lý. Dạ. Ồ, quá ngon luôn á. Trông coi quản lý ở đấy thì học cái gì cũng được. Bây giờ đang học spa, em muốn làm spa, mở ở nhà hay là em thuê ở đâu làm cái đấy cũng được. Miễn sao theo ý vợ, sở thích của vợ được. Không, chị thấy là vợ em có cái mong muốn là có công việc, chị thấy nó hoàn toàn chính đáng. Bởi vì cái người phụ nữ mà người ta cứ ở nhà, mà người ta có khả năng nhưng mà người ta lại không được phát huy khả năng của mình, nó khó chịu lắm. Em hiểu cái đấy. Đúng không? Dạ. Thành ra là cứ để vợ em đi làm. Dạ. Thế còn em nói tóm lại là em
trong cái chuyện của tụi em nó chỉ có hơi một vấn đề chút xíu sẽ dễ làm nảy sinh những cái mà không hiểu nhau của vợ chồng, đó là cháu bé là cháu trai đúng không? Dạ. Cháu trai con của chồng á, thì thực ra là mình mở lòng hơn một chút xíu nữa về đứa nhỏ đó. Đó, tại vì mình thương ảnh bao nhiêu thì mình thương cái đứa con của ảnh bấy nhiêu. Sau này chị nói em nghe, mấy đứa nít nó ngộ lắm, mình thương nó như thế nào nó sẽ thương lại mình như vậy. Ừ. Còn về phần em á, vì vấn đề đó là vấn đề rất là tế nhị. Dạ. Cho nên rằng á, là riêng với con, đúng là vợ em chính xác, riêng với con sao cũng được. Em có thể đón con về để đi chơi chung với lại bé nhà mình. Dạ. Rồi hai vợ chồng dắt bé đó với lại bé con nhà mình cho anh em nó thân nhau á. Ừ. Là rất tốt. Nhưng mà riêng với vợ cũ thì thôi, mình gọi là bớt đi được cái gì thì mình nên bớt hoàn toàn, tại vì cô đó rồi cô sẽ có cuộc sống riêng của cổ. Dạ, rồi sau này chồng của cổ. Dạ. Cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống như vậy, nghĩa là người ta cũng không thích là cổ liên lạc với em. Dạ. Thành ra là cố gắng làm sao để mà cho anh em vậy là em nên để cho hai anh em nó yêu thương nhau. Dạ. Bởi vì bố thì không bỏ con được đâu, không bao giờ có chuyện đó. Ừ. Thế thì cái hay cái khôn của mình là mình phải coi con của ảnh giống như là con của mình, và anh em tụi nó phải yêu thương nhau nha. Dạ. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn Nguyên với Thoa đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Yeah. Sao Thoa có muốn nói gì không, muốn nói gì với chồng, với chồng không? Dạ, nói chung là chồng em là nói chung là trong mắt em và anh hoàn hảo lắm ạ. À. không có những cái điểm này em vừa nêu là mong anh thay đổi thôi ạ. Chị Nguyên đó có nói gì với vợ không? Nắm tay cái nào? Em gặp bà xã của em không biết nói gì hơn. Em thực sự cảm thấy nó sao mãn nguyện hay là như thế nào. Người vợ của mình tuyệt vời như vậy, em cũng không nghĩ rằng quá mình gặp nguyện được người như vậy. Ừ. Em không biết nói gì hơn, em lại thầm cảm ơn gia đình bên ngoài. Thì em có thể làm được cái gì ở ngoài đấy, em sẽ cố gắng được nữa. Thì cảm ơn em. Lãng mạn đã sinh cho anh bé gái, rồi mong mà xã hứa với em là năm tới là sinh cho em thêm đứa nữa. Đàn trai nữa ạ. Gái hay trai anh nghĩ là sẽ được thôi. Dạ. Nghe tôi rồi. Thì sẵn đây anh thượng chúc thôi luôn, anh đi chúc trước luôn nè. Không phải 5 năm nữa mà là cái năm qua nào năm, qua năm cái năm bạn nào? Ấy đang mong là qua năm sau. Ừ, qua năm chứ phải năm qua năm, qua năm năm tới. 5 năm không, không qua năm thôi vậy. Chúc luôn đi, trời ơi. Ừ. Mắt mồm mắt mỏ nè. Ừ. Rồi chúc cho hai vợ chồng Nguyên với Thoa nghe. Dạ. Sẽ thương nhau thật nhiều. Ừ. Ha. Dạ. Sẽ hiểu nhau thật nhiều. Ừ. Đó, và tất cả đều là một cái mái ấm gia đình thật là hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười. Dạ. Trong đó có các con. Dạ. của các em. Ừ. Nghe. Và các con chung nha. Yeah. Và các con bé trai luôn. Yeah. Đó, tất cả đều là anh em. Thì chúc cho các em là trong năm nay nói luôn đi. Đúng rồi. Năm nay bác sĩ báo tin vui. Yeah. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời. Yeah. Đến với gia đình. Yeah. Của Thoa và Nguyên nha. Dạ. Yeah, em xin cảm ơn. Rồi, em cảm ơn anh chị. Nhớ có là báo tin vui cho chương trình biết nha. Dạ. Yeah, em rất là rồi cảm ơn tụi em nha.